Chào mừng quý vị đồng nghiệp đến với chương trình Ask Earspurt. Hôm nay tôi sẽ trình bày chủ đề có phải tất cả các thuốc chạy alpha đều an toàn trên tim mạch hay không? Đặt vấn đề thì tôi kính mời quý vị đến với ca lâm sàng của chúng tôi. Bệnh nhân Nguyễn Văn Tê, 52 tuổi, có tiền sử và có những lúc suy ngược, chóng mặt. Bệnh nhân đến bệnh viện với triệu chứng về đái khó và đái tí yếu. Chủ yếu là những cái triệu chứng liên quan đến cái nhóm triệu chứng tống xuất. Còn có một số nhóm cái triệu chứng về chứa đựng thì ít hơn, tổng số điểm IPS là 18 điểm. Bệnh nhân đã được vào thăm khám lâm sàng và được chẩn đoán là cái phì đại lành tính tê liệt với khối lượng là 39 gram. Vậy xử trí như thế nào? Theo các quý vị đã biết thì cái thuốc chạy alpha là thuốc lựa chọn đầu tay trong cái điều trị phì đại tê liệt lành tính khi điều trị nội khoa. Thì alpha thì nó có 3 cái nhóm là cụ thể là alpha 1A, alpha 1B và alpha 1D. Thì alpha 1A thì nó nằm nhiều trên tuyến tiền liệt, trên niệu đạo và cổ bằng quang. Alpha 1D thì nằm trên bằng quang và alpha 1B thì nằm trên cái mạch máu. Và khi mà các thuốc mà tác dụng trên các cái cụ thể này thì sẽ cải thiện các triệu chứng tùy thuộc theo cái cụ thể nó nằm trên các cơ quan đích. Theo liệu học châu Âu năm 2021 thì tác dụng phụ hay gặp nhất của thuốc chạy alpha là mệt mỏi, choáng váng và hạ huyết tư thế. Thì với cái nhóm mà tamsulosin và anfolozin thì ít tác dụng phụ trên tim mạch hơn so với nhóm doxazosin và terazosin. Với cái tỷ lệ tác dụng phụ giãn mạch khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm tuổi, các bệnh nhân có và không có bệnh tim mạch đông mắc, các nhóm bệnh nhân có và không có uống các thuốc trị tăng huyết áp khác nhau, và kết luận là cho thấy anfolozin an toàn trên tim mạch không phụ thuộc vào tuổi, bệnh đông mắc và tình trạng thuốc điều trị huyết áp. Tiếp theo thì thấy là cái không thấy tác dụng phụ giãn mạch ở liều đầu tiên của anfolozin 10mg và tỷ lệ bệnh nhân bỏ cuộc là tương tự giữa anfolozin so với placebo. Tỷ lệ tác dụng phụ giãn mạch thay đổi từ 6% đến 15% với anfolozin so với từ 2% đến 9% so với giả dược. Tác dụng phụ trên cái tình dục thì cũng có nhưng mà cũng ít, và cho thấy là anfolozin có tác dụng phụ lên giãn mạch và tác dụng phụ lên chức năng tình dục là tối thiểu. Dữ liệu về hệ thống công bố năm 2021 thì cho thấy là anfolozin là an toàn với các tác dụng phụ thấp ở những bệnh nhân có điều trị huyết áp mà đồng thời hoặc là có bệnh tim mạch, mạch máu, đồng mắc. Bệnh nhân mặc dù có cái triệu chứng rất rõ của cái triệu chứng tống xuất của cái tuyến tiền liệt nó gây ra, và theo chúng tôi thấy là cái bệnh nhân này nên sử dụng cái thuốc chạy alpha mà đặc hiệu cho cái nhóm cụ thể alpha 1A. Và sau khi mà chúng tôi sử dụng thời gian thì thấy rằng là cái kết quả tác dụng phúc này có cái hiệu quả. Và cụ thể chúng tôi trường hợp này, chúng tôi đã sử dụng cái nhóm anfolozin và trong cái thời gian và kéo dài 2 tháng. Thưa quý vị đồng nghiệp, trên đây là một số trình bày của tôi về chủ đề có phải tất cả các thuốc chạy alpha đều an toàn trên tim mạch hay không. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.